Trong ký ức của những người từng sống, học tập và làm việc ở xứ sở Bạch Dương, kỷ niệm là một phần trong tâm hồn của mỗi người. Riêng những sinh viên học ngành báo chí tại đây, nước Nga còn là những tấm ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc mà họ chứng kiến. Triển lãm ảnh Nơi ấy nước Nga được tổ chức vào cuối năm 2019 tại Hà Nội là một phần cảm xúc của năm cựu sinh viên khoa báo chí khóa 1971-1976 tại Đại học Tổng hợp Lomonosov. 150 bức ảnh là 150 khoảnh khắc, 150 sự kiện mà họ ghi lại được trong những năm tháng ở nước Nga. Đối với nhà báo Phạm Tiến Dũng, tấm ảnh chụp anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Tuân cùng anh hùng Liên Xô Gorbachev bay vào vũ trụ ngày 23 tháng 7 năm 1980 có giá trị đặc biệt trong gia tài hàng nghìn tấm ảnh mà ông ghi lại được trên đất nước Lenin. Chứng kiến cái giờ phút cái tàu Liên Hợp Vũ trụ 37 đưa hai nhà vũ trụ Việt Nam và Liên Xô bay vào không gian, thì nhìn cái khoảnh khắc khi con tàu nó bắt đầu nó rời khỏi địa phận, nó bay như một cái mũi tên vào trong không gian, thì có cái cảm xúc nó rất là hay lắm. Để có chuyến bay lịch sử này, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Liên Xô quyết tâm thực hiện. Năm 1978, đoàn đại biểu Việt Nam do Tổng Bí thư Lê Duẩn dẫn đầu sang Liên Xô ký hiệp định hợp tác toàn diện Liên Xô Việt Nam. Trong quá trình hội đàm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev đề xuất với Tổng Bí thư Lê Duẩn mời Việt Nam tham gia chương trình hợp tác nghiên cứu sử dụng không gian vũ trụ vào mục đích hòa bình của các nước xã hội chủ nghĩa do Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô chủ trì, gọi tắt là chương trình Intercosmos. Ngay sau khi Việt Nam đồng ý tham gia, Liên Xô đã cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam xét tuyển phi công vũ trụ trong số những phi công chiến đấu từng được đào tạo tại Liên Xô. Sau 10 ngày làm việc, đoàn chuyên gia đã chọn được 4 người đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình đào tạo du hành gia. Lọt vào danh sách này là điều bất ngờ đối với Phạm Tuân bởi nó diễn ra như một giấc mơ. Tôi cũng không nghĩ mình là được đi bay vũ trụ đâu. Nhưng quá trình sang khám thì có 4 người. Anh Nguyễn Văn Cốc bây giờ là trung tá, là người bắn rơi nhiều máy bay nhất. Có lẽ là nhiều người hướng đến anh ấy nhiều hơn. Tôi rồi anh Bùi Thanh Liêm và anh Đinh Trọng Kháng đi tuyển. Thì sau rất nhiều vòng tuyển, khoảng nửa tháng tuyển ở bên đó, thì đến lúc mà kết luận thì các bác sĩ Nga lại kết luận là tôi có sức khỏe là tốt để đi bay. Sau một thời gian luyện tập, chỉ còn lại Phạm Tuân đặt yêu cầu về sức khỏe để tiếp tục chương trình. Ngay khi được chọn, Phạm Tuân đã xác định đây vừa là niềm vinh dự cá nhân, vừa là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam giao phó. Vì vậy, ông tập trung tuyệt đối để tập luyện và đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra. Tháng 4 năm 79 thì tôi bắt đầu sang trung tâm vũ trụ. Thì họ đã xếp ngay vào mình bay năm 80. Nghĩa là vượt lên trước Cuba, trước Mông Cổ. Thì phải nói đấy là cái ưu ái rất lớn. Họ cũng lấy lý do là phi công Việt Nam là phi công chiến đấu, đã từng tham gia chiến đấu rồi, được học hành rồi, được học qua học viện không quân của Liên Xô rồi. Thế cho nên là khả năng tập luyện và bay chắc sẽ tốt. Nên họ rất tin tưởng vào mình. Nên họ giao cho cái nhiệm vụ hết sức trọng trách. Chính vì xác định rõ mục tiêu đặt ra nên Phạm Tuân rất tự tin trong tập luyện tại trung tâm vũ trụ Gagarin ở ngoại ô thành phố Moscow. Học để bay vào vũ trụ ấy, thì cũng như học lái máy bay thôi. Đầu tiên phải hiểu về con tàu như thế nào. Cái vũ trụ nó là làm sao, nguyên lý của nó là như thế nào, nó bay theo quy luật gì, và những thí nghiệm trong vũ trụ làm những cái gì trong vũ trụ. Lý
Liên Xô ấn định ngày 23 tháng 7 năm 1980 sẽ phóng tàu Liên Hợp 37 để đưa hai nhà du hành Phạm Tuân và Gorbachev lên tổ hợp chào mừng 6 Liên Hợp 36. Chính phủ Việt Nam khi đó đã thành lập Ban chỉ đạo chuyến bay vũ trụ Liên Xô Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Phó Thủ tướng làm trưởng ban. Khi đó, nhà báo Lê Phúc Nguyên đang công tác tại Báo Quân đội Nhân dân được cử sang Liên Xô hỗ trợ Đài truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình. Cái không khí lúc bây giờ tôi còn nhớ như in là Đài truyền hình Việt Nam với sự giúp đỡ của các bạn ở Đài truyền hình Trung ương Liên Xô tổ chức rất tốt cái đợt công tác và có thể nói thực hiện một cái nhiệm vụ rất là quan trọng lúc bây giờ là đưa đến cho nhân dân Việt Nam chứng kiến trực tiếp những cái giờ phút rất là quan trọng trong cái quan hệ giữa hai nước. Đấy là cái chuyến bay vũ trụ đầu tiên giữa Liên Xô và Việt Nam. Đúng 1 giờ 33 phút ngày 23 tháng 7 năm 1980 giờ Hà Nội, Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorbachev được phóng lên không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur với vận tốc 7,92 km một giây. Hành trang Phạm Tuân mang theo là ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn, một nắm đất ở quảng trường Ba Đình, bản tuyên ngôn độc lập, di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Việt Nam và cờ Liên Xô cùng một số mẫu phẩm để phục vụ nghiên cứu khoa học. Có người hỏi tôi rằng là ông có run không? Lúc ngồi trên tàu tên lửa ông có sợ không? Tất cả những đã quái hết rồi. Nói thực sự như thế. Khi mà bắt đầu đã đưa tôi vào trong trung tâm vũ trụ thì không có nghĩ gì đến cái cá nhân, không nghĩ gì đến cái có thể hy sinh cái này, cái hoàn toàn không nghĩ đâu. Không phải là không sợ, không phải là có sợ chết hay không, không phải cái chuyện đó. Mà nghĩ rằng cái trọng trách lớn giao cho mình là phía trước, nghĩa là ở cái thực hiện nhiệm vụ. Đến lúc hai con tàu lắp ghép vào nhau rồi thì còn hai vòng nữa để chờ cái cân bằng áp suất và xem hai con tàu lắp ghép nó tốt hay không. Thế thì bên kia, đội bay bên kia gõ cửa, đội bay bên này gõ cửa cầu cầu. Mà muốn nhìn thấy nhau lắm. Thế thì đến lúc mà chuẩn bị được lệnh mở cửa, thì tôi là đi đầu, ngô bắt cô nhường như tôi. Bên kia thì Popov và Rimin chuẩn bị hoa, bánh mì đưa ra. Tôi ở bên này đem quà từ Việt Nam đem đến để bơi qua, chui qua cái con tàu. Khi mà tàu của Phạm Tuân cách trạm vũ trụ khoảng gần 1 mét, thì người phụ trách kỹ thuật trên trạm đã mở sẵn cái cửa để khi mà tàu nhập vào không bị va đập. Khi tàu vào rồi, thì chúng tôi bắt đầu bật các máy móc lên để kiểm tra xem không khí hai bên thế nào, áp lực ra sao. Và khi cân bằng rồi, thì chúng tôi mới mở cửa để các nhà du hành bước vào trạm. Người bước vào đầu tiên là Phạm Tuân, tiếp theo là Gorbachev. Tất cả chúng tôi đều ôm nhau mừng rỡ. Ai cũng xúc động, có người đã bật khóc. Phải nói là lần đầu tiên gặp gỡ nhau trong vũ trụ xúc động vô cùng. Hai dân tộc, hai con tàu trong cái điều kiện nguy hiểm như vậy, ngoài thì mông mênh, nhưng mà cái tình cảm ấm áp quên hết những cái gì nguy hiểm bên ngoài. Chúng tôi ôm hôn nhau, xong lấy bánh mì, muối, chấm mỗi người làm miếng và bắt đầu là hỏi chuyện quê hương đất nước, hỏi chuyện dưới đất ra sao. Các đồng chí, chúng tôi lại hỏi các đồng chí bên kia bay như thế nào. Phải nói là chúng ta đã có nhiều cuộc gặp gỡ trên đất, gặp gỡ trên cao, trên máy bay ngồi cùng khoang lái, nhưng bây giờ gặp gỡ hai con tàu đúng là một cái giây phút lịch sử. Đối với tôi thì không bao giờ quên được. Popov khi đó là chỉ huy tổ hợp chào mừng 36, có trách nhiệm hỗ trợ và giám sát quá trình nghiên cứu của các nhà du hành vũ trụ thuộc nhiều quốc gia nằm trong chương trình Intercosmos khi ở trên tổ hợp. Mặc dù đã ở trên vũ trụ nửa năm,
và đón tiếp mấy chục nhà du hành thuộc nhiều quốc gia. Nhưng gặp Phạm Tuân lần này đối với Popov lại rất đặc biệt. Sau những cảm xúc ban đầu, công việc của một du hành gia chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ chính của Phạm Tuân là theo dõi mặt đất, theo dõi hệ mặt trời và chụp ảnh đất nước Việt Nam từ trên cao. Anh ấy chụp một máy, chúng tôi chụp một máy. Trong quá trình chụp thì có cái xấu, có cái đẹp. Tôi với tư cách trạm trưởng phải theo dõi từng người một để báo cáo về trạm điều hành dưới mặt đất. Tức là xem mọi người sức khỏe thế nào, tâm lý ra làm sao. Đấy cũng là một cái trách nhiệm rất là lớn. Phạm Tuân thì sớm bắt nhịp với điều kiện làm việc trên trạm và chăm chú làm việc của mình. Trong những ngày trên trạm, Phạm Tuân quan sát bề mặt trái đất xem mũi đứt gãy để phán đoán vị trí các mỏ khoáng sản, quan sát hướng chảy của các dòng sông, vùng biển tập trung nhiều cá để hướng dẫn ngư dân, quan sát các hành tinh nằm xa trái đất. Ông cũng tiến hành các thí nghiệm trên bèo Hoa Dâu để xem nó tác động ra sao khi có rất nhiều tia nhiễm xạ có tác động lên sinh vật. Trong vòng 7 ngày 20 giờ 42 phút trên vũ trụ, Phạm Tuân đã thực hiện tổng cộng 142 vòng quanh trái đất. Ông cùng với Gorbatko, Popov và Valery Ryumin đã có được những kỷ niệm đặc biệt để nhiều chục năm sau họ vẫn lưu giữ trong ký ức. Anh em cùng một gia đình nhiều khi còn cãi nhau, nhưng trên vũ trụ thì đều phải gắn kết để làm việc với nhau. Sự đoàn kết và đồng thuận là rất quan trọng. Dưới mặt đất thì không làm việc này thì làm việc khác. Nhưng cuộc sống trên vũ trụ chỉ có ngủ và làm việc và phải nói chuyện với nhau, nên chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ, không có bất đồng gì với nhau. Ngày 31 tháng 7 năm 1980, Phạm Tuân cùng Gorbatko trở về trái đất an toàn trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế. Lúc bây giờ kể cả các phóng viên nước ngoài cũng rất là quan tâm, cho nên người ta rất là quan tâm đến Phạm Tuân. Anh là ai? Trước kia anh làm gì? Anh là phi công chiến đấu thì như thế nào? Không ạ, đời sống của anh Việt Nam ra sao? Xuất thân của anh như thế nào? Trình độ văn hóa của anh ra sao? Mà bây giờ anh lại có thể làm được cái điều phi thường như vậy. Thì người ta quan tâm Phạm Tuân, nhưng chính là người ta quan tâm đến con người Việt Nam. Con người Việt Nam. Con người, như ta nói là dép lốp, tức là mang dép lốp mà lên tàu vũ trụ. Chính là cái dép lốp ấy, đi lên tàu vũ trụ. Chính là một cái đất nước nghèo nàn như vậy, nhưng mà khát vọng phát triển, khát vọng vươn tới đỉnh cao. Cả từ hai phía, từ phía Liên Xô và phía Việt Nam đều có một cái mối quan hệ rất là biện chứng, rất là ràng buộc với nhau như vậy. Chúng ta, họ giúp đỡ chúng ta chiến thắng. Chúng ta sử dụng vũ khí, sử dụng những cái gì của họ. Họ tin tưởng chúng ta. Thì bây giờ vào trong vũ trụ nữa, lại cùng với Việt Nam nữa, thì tôi nghĩ rằng là đấy, ý nghĩa của chuyến bay nó là khía cạnh đó, chứ không phải chỉ đơn giản là mấy cái thí nghiệm này, thí nghiệm khác đâu. Trung tâm vũ trụ ở thành phố Ngôi Sao, thủ đô Moscow, Liên bang Nga, hiện vẫn lưu giữ những kỳ vật của chuyến đi lịch sử đó. Nó đã ghi dấu ấn đặc biệt trong chương trình Intercosmos bởi lần đầu tiên một du hành gia châu Á bay vào vũ trụ, và nó cũng đánh dấu tình hữu nghị đặc biệt giữa Liên Xô và Việt Nam. Kể từ ngày đó, những con người của lịch sử hai đất nước đã gắn kết với nhau như người thân trong gia đình. Có những cuộc gặp như tôi với anh Phạm Tuân đến 40 năm vẫn như anh em ruột thịt. Bởi vì cuộc gặp như vậy trong đời chỉ xảy ra có một lần. Cho nên tình cảm con người tại thời điểm đó rất đặc biệt. Vượt lên tình cảm cá nhân, còn là tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc. Nó như một biểu tượng của tình người với nhau, phá vỡ mọi rào cản về địa lý, về không gian. Chính vì thế, cái cảm xúc đó được lưu giữ lại trong tôi nguyên vẹn. Tôi và Phạm Tuân thỉnh thoảng gặp nhau, đến nhà nhau chơi rất chân tình, cứ như cùng một gia đình. Tại thời điểm Phạm Tuân bay lên vũ trụ, Việt Nam đang phải giải quyết hậu quả nhiều chục năm chiến tranh. Liên Xô đã dành cho Việt Nam một sự ưu ái đặc biệt.
Đây không chỉ là một chương trình hợp tác khoa học đơn thuần, mà còn là tình cảm, sự trân trọng của Liên Xô với Việt Nam. Việt Nam khởi đầu bằng tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ, từ ba đình lịch sử và lá cờ của Việt Nam, lãnh tụ của Việt Nam bây giờ đã sánh ngang với các cường quốc Nam Châu. Thì tôi nhớ lúc bây giờ cảm động lắm. Đưa ra thì tôi lại nhớ lại cái lời trước đây của Bác khi đón tiếp ông Thi Túc sang. Thì Bác có nói là bây giờ là thế hệ thanh niên của Nga bay, nhưng sẽ đến lúc thanh niên Việt Nam sẽ bay vào vũ trụ. Thì tôi lại là người đại diện, lại thực hiện được cái lời gọi là dự đoán của Bác như thế. Nên mình phấn khởi lắm. Cái thứ hai là Bác bảo là dân tộc Việt Nam có sánh vai cường quốc được hay không cũng là nhờ công học tập của cháu. Thì bây giờ tôi đại diện, không dám tự kêu gì đâu, nhưng mà đại diện cho Việt Nam thực hiện được cái sánh vai các cường quốc. Tôi nghĩ là cái cuộc mà ngồi đem những cái kỷ niệm đó ra, các bạn hỏi di chúc của Bác thế nào, bạn hỏi cái đất như thế nào, tất cả tôi kể lại, đúng là vừa tình nghĩa nhưng vừa xúc động. Sau chuyến bay vào vũ trụ của Phạm Tuân và Gorbachev, một ngành khoa học công nghệ mới là công nghệ viễn thám được Việt Nam bắt đầu tạo dựng. Sự hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ giữa Việt Nam và Liên Xô đã đặt nền móng cho Việt Nam phát triển công tác nghiên cứu và hợp tác về công nghệ vũ trụ, phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và gìn giữ môi trường. Ước mơ chinh phục không gian đang được chúng ta hiện thực hóa bằng việc chế tạo thành công các vệ tinh cỡ nhỏ và xây dựng được đội ngũ các nhà khoa học vũ trụ có khát vọng vươn lên. Bây giờ chúng ta có 5 không gian: vùng đất, vùng biển, vùng trời, không gian mạng và không gian vũ trụ. Và khi chúng ta được làm chủ và chúng ta hoàn toàn tự chủ về công nghệ thì mới chúng ta lâu dài hoàn toàn tự chủ trong vấn đề công nghệ và hoàn toàn chúng ta bảo vệ được an ninh quốc gia của chúng ta. Từ năm 2010, Việt Nam đã hợp tác với tập đoàn EADS Exium SAS Pháp chế tạo và phóng vệ tinh nhân tạo quan sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai Vendresat 1. Năm 2013, vệ tinh nhân tạo Vendresat 1 đã được phóng lên quỹ đạo. Sau khi Vendresat 1 hết thời hạn hoạt động, Việt Nam tiếp tục phóng vệ tinh Vendresat 1B. Đồng thời với việc phóng các vệ tinh Vendresat 1 và Vendresat 1B, Chính phủ đã quyết định hợp tác với Nhật Bản đầu tư xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với nguồn nhân lực chất lượng cao. Vệ tinh Micro Dragon được phóng ngày 18 tháng 1 năm 2019 tại Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, Nhật Bản là dấu mốc quan trọng trong ngành khoa học vũ trụ Việt Nam. Vệ tinh Micro Dragon được phát triển bởi 36 học viên là cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, theo học tại 5 trường đại học hàng đầu Nhật Bản từ năm 2013 đến 2017. Thứ nhất là phải tìm được đối tác, người ta sẵn sàng hợp tác, chuyển giao công nghệ của mình. Thứ hai là ngoài chuyện đấy thì chúng ta phải học một cái, làm vệ tinh phải một đội ngũ, là phải đồng bộ chứ không phải một cá nhân. Và cái chính cái sự phối hợp đấy là rất quan trọng để thế như thế mới thành công được. Mà là cả một sự quá trình lâu dài. Cho đó chúng tôi rất mong muốn là được là một sự đầu tư chiến lược dài hạn, chứ không thể chúng ta chỉ làm một dự án, hai dự án hay một con vệ tinh, hai con vệ tinh, mà nếu không thì chúng ta không có ngành vũ trụ, công nghệ vũ trụ. Sự giúp đỡ của Liên Xô, Việt Nam đã đưa được người lên vũ trụ từ năm 1980 và sau mấy chục năm, chúng ta đã tự chế tạo vệ tinh để phóng lên quỹ đạo. Ước mơ chinh phục không gian, làm chủ vũ trụ, phục vụ phát triển kinh tế, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường đang được Việt Nam hiện thực hóa từng phần. Trong những năm gian khó, Việt Nam đã có người bay lên vũ trụ. Trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay, Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để thực hiện khát vọng chinh phục không gian, phục vụ cho phát triển. Thành công trong quá khứ là điểm tựa để chúng ta tự tin thực hiện giấc mơ bay trong tương lai.